Hello mọi người, hôm nay mình sẽ thắt con đơn chuồng nha. Thank you.
Hãy
Không. Thank you.
Hãy
Mẹ, ủi em cái áo con hả? Gì? Ủi em cái áo con. Áo gì ủi? Áo dưới phòng mà. Một giờ đi rồi quá giờ ủi này. Hãy
Rồi thầy mua cái nào lại cái cục này cho tao đấy. Biết không thôi.
bên trong này đều mà nó bền đến cứ không ấy thì còn bây giờ nó đâu được rồi. Riêng này nó thơm lên mà ngồi nhìn nhìn cá này nó vâng xin thưa mẹ em đây được. Nó mẹ luôn. Đang làm mà bạn có thấy biết.
vào cái lưới ba chiếc màu được này. Có cái máy này gì có mẹ người tiên nhiên. Hơi. Cùng không. Sáng bóp bụng.
Thank you.
Thấy mày cô Vinh hỏi đi ăn gì đi, mày cho bẻ chung kìa. Cô Vinh bảo hỏi đi ăn gì cho bẻ chung với mày giờ sao? Giờ sao cô Vinh bảo hỏi đi ăn gì rồi giờ sao? Mẹ đi mình nè. Sao? Không biết ai đi mình bẻ à? Bây giờ bà kêu bạn không hút đường. Vừa ông mẹ chặt đổi em tức mẹ nữa. Vừa ông mày họ tao để cho tao để tao nói sao bây giờ tao hứa nó sao luôn á. Mà tao gọi quần thanh nó nghe máy. Miệng thanh ngầu mình ở hai chỗ đâu. À mình thanh ngầu mình ở hai chỗ đâu. Sao ra cô bà hỏi mà giờ sao mình đi đưa bạn đến mình tàu vô đi xem mình bạn tàu vậy đấy mình đi được nhà đâu mày thao đồ tính tiếng đúng không tội tôi gọi quần thành thường nó không gọi nó không nghe máy mày ô tôi gọi nãy vô luôn á à tôi hỏi thằng bây giờ là bạn đi riêng mình còn tàu dữ bạn đi bật nghe đâu à người ta hỏi tôi à ừ tôi gọi thôi không mà không biết tao hẹn sao tính sao chứ sao giờ chán không thôi anh ừ.